hoặc là thể đến trực tiếp cơ sở là gỗ Mạnh Sơn Em tại địa chỉ 125A Thiết Úng, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội cả nhà nhé. Cơ sở là gỗ Mạnh Sơn Em nằm tại làng nghề xã Vân Hà, có truyền thống hơn 300 năm về làng tượng gỗ rồi ạ. Rất hạnh phúc cả nhà đến với cơ sở bên em tham quan và thưởng lãm các siêu tác phẩm cả nhà nhé. Em xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo ạ.